xin chào các bạn. Và hôm nay chúng ta lại gặp nhau. Mình được sự cho phép của chị Thanh Hồng Anh thì hôm nay mình sẽ đến thăm trại của chị ha các bạn. Trại của chị thì nằm ở ngay chỗ quảng trường Mỹ Tho, thì các bạn có thể hồi mình sẽ xin số điện thoại và địa chỉ liên hệ của chị ha. Đây là nhà chị đây. Và hôm nay mình sẽ vô mình tham quan ha các bạn. Rồi, mình vào tham quan trại của chị ha các bạn. Chị thấy bằng quá trời luôn nè các bạn. Chị đâu rồi ta? Đây chị Thanh Hồng Anh. Chào chị. Dạ. Đây. Hôm nay mình sẽ đi đi quay hết trại của chị cho các bạn xem ha. Đây mình chú ý là cái dòng cái gì chị? Đi cũng trại chị là coi đen. Coi đen sọc hay bông. Quyêu thì cũng ít hơn, nhưng mà chủ là coi đen sọc hay bông với lại coi đỏ gan ghép e. Dạ. Dạ rồi. Dạ, giờ chị đang cho cá ăn hay gì chị? Không, rồi chị giới đi, em đi tham quan. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn vòng vòng ha, mình cũng mới vô, mình cũng chưa xem được. Để coi chị có cái gì đây. Đây là HB nè, HBDF nè các bạn. Đó. Đây thì yellow lay nha các bạn, yellow lay nè. Xì quá lâu luôn nha, giúp bông xì quá lâu nè. À riết bông rồi chứ không có xì quá lâu. Để hồi mình hỏi chị thử nè. Đây mình có Galaxy nè. Này Galaxy phải không chị? Đúng này, rồi, tôi kia xì quá lâu luôn. Có mấy con máy xì quá lâu đó chị. Bên này em thấy lay này hình như có xì quá lâu luôn phải không? Có, cái bộ ngay này có xì quá lâu. Còn cái này là Galaxy luôn theo xì quá lâu. Dạ. À thôi chị tiện giờ chị sẵn chị giới thiệu giùm em luôn đi. Còn cái này là tại vì cá nó đẻ rồi, nó lớn quá rồi á. Cái để đây ngắm nó lúc về già. Dạ. Không nở vỏ nó thì mình để lên mình ngắm. Còn con cá hết có khủng các bạn, rất là bự nha. Cái này là full red. Full red rồi có AB sọt rồi, nó già quá rồi chị để chung với nhau luôn. Dạ. Rồi ở dưới đây thì mình có hình như có coi đỏ nữa nè. Ở dưới này là có con Tuxedo phải không? Đúng rồi, Tuxedo Gon. Đây nè các bạn, Tuxedo Gon nè. Đó, với lưng với đuôi rất là khủng nha các bạn. Dòng này ở trại mình có nè. Đó, rất là đẹp. Quá khủng. Nhà em cũng có nuôi cái này nữa nè. Mà nó không có tới độ này đâu. Làm cái dụng bị đóng cái mạng này đó rồi. Đây, HB nè các bạn. Như em trên đây cũng có nè, phải không? Đúng rồi, trên đây cá rất là khủng. HB đẹp trời nè các bạn. Đây thì mình sẽ có yellow lay nữa nè. Cái này là xì qua lồ, em nhìn thấy rõ nhất nè. Dạ. Con này cái đuôi rất là đẹp luôn. Nhìn kia á. Nè siêu lâu các bạn. Đó, khủng chưa, khủng chưa. Nó đẹp nha. Cái này là coi đỏ ri bông sạc tiên. Coi đỏ. Coi đỏ ri bông sạc tiên. Rồng tiên ha. Rồng đỏ đi. Cái này là con cua bát biết được xem. Này mình cho cá ăn chủ yếu ăn trùng hay gì phải không chị? Đúng rồi, chị chủ yếu ăn trùng. Khi cá còn nhỏ là con này với lưng nó to ta. Chủ yếu là khi còn nhỏ là từ 1 tháng trở lại là chị cho ăn ăn tơ. Dạ. Có 3 bình ăn tơ hay là ăn tơ. Quên nữa, nãy giờ mình vô mình mới thấy các bạn rất là khủng. Đây ba bình ạt tơ ăn sen kẽ rồi, bên đây là cái cho chuột nhiễm trùng. Dạ. Trùng thì cái phạm vi mình có thể là trữ đằng khoảng được 4-5 kg. Là mỗi ngày là nó chạy là đằng khoảng hơn 1 kg một ngày. Rồi còn mỗi một thùng này thì khoảng 3 muỗng rưỡi ạt tơ. Dạ. 3 muỗng rưỡi là ấp cho một thùng nãy hả? Đúng rồi, ấp cho một thùng á. Muỗng ăn cơm của mình á hả? Sao ấp ít với ta, em lấy muỗng cơm á. Muỗng cơm em 2 muỗng luôn á, 2 muỗng em có 1 bình 5 lít rồi. Tại vì chủ yếu là cái bình này cho cái diện tích nó rộng á. Cho nó nở đều ha. Nó nở đều với nở tối đa luôn.
Dạ. Chứ thường là chị cứ 3 muỗng rưỡi. Dạ. Cứ ăn liên tục như xây dòng. Khủng quá. Nè các bạn, đây trùng gian trùng nha. Rồi mình đi vòng vòng chạy ha. Nãy giờ giới thiệu hột kiến, rồi giờ đây là chủ yếu đây là thùng xốp không chị? Đây là thùng xốp. Đó, nè, nguyên vàng thùng xốp nè. Bên này hình như chưa có làm, ở đằng sau chưa làm nè. Đúng không chị? Đằng sau chưa có không? Chị đi trước giới thiệu giùm em đi. Là xíu còn thiếu hụt. Dạ. Có một kìa. Đây là mới làm cách đây khoảng 1 tuần. Dạ. Quá trời thùng. Đây tổng hết của mình là khoảng bao nhiêu thùng vậy? 200 thùng không? Chưa biết. Thấy em thấy rất là nhiều ạ. Như mấy cái hộp màu đen này thì chị sẽ nuôi dòng màu đỏ. Dạ. Dòng màu đỏ, còn như cái hộp mấy thùng trắng này thì sẽ nuôi cái dòng như là coi đen, hoặc là những dòng nào mà không có cần dạ không có cần cái nền để lên này. Dạ, nền á. Đây là chuối cá bột hả chị? Này chuối mình phơm cá bột ha. Như là đa số đây là cá bột, tại vì chặn mới ra là cá bột. Trong kia giờ chị để hầu như là để lại 80% để làm giống cho năm sau. Dạ. Sau chị ra số lượng nhiều. Chứ còn hôm bữa giờ là ngưng bán nhiều. Bởi giờ là Tết hay dưỡng cá hả chị? Dưỡng cá để làm giống cho năm sau á. Giống như là ở trong đó là sẽ dưỡng cá lại rồi ra đây làm. Dạ. Đây là chuối cá bột này không? Chuối này là coi đỏ nè, coi đỏ. Gần cái e, coi đỏ cái e á, gần như mấy cái này là nguyên. Rồi sao chị nhớ hết được? Em nhớ. Thế các bạn thấy ghê không? Là mỗi ngày á. Dưới em mà em có mấy chục thùng mà em còn không nhớ nữa mà. Như 3 thùng này là nguyên nè, còn mấy thùng kia là coi. Ghê quá. Với lại coi đỏ, còn cái này là đen với nguyên. Rồi, đây là chuối khuôn này, khuôn cá bột mình sẽ ra khu ngoài đi. Khu ngoài mình sẽ giới thiệu với các bạn nữa ha. Rồi, mình đi vô trong mình sẽ ra ngoài hát các bạn. Để chị giới thiệu cho mình đi, cho nó dễ chứ giờ bây giờ mình cũng mới vô, mình cũng bỡ ngỡ, mình không biết giới thiệu gì cho các bạn. Nhưng hầu như là cái này là coi đỏ ribbon satin. Nhưng mà chị để nguyên cả bầy là làm giống á. Dạ. Nên là để sẽ dùng cái này để chặn lại. Thứ nhất là nó có khoảng không gian to. Thứ hai nữa là nó các con nó sẽ ra đây, nó không có bị cá mẹ ăn á. Dạ. Thường để giống là chị sẽ để là nguyên bầy, lựa những con xấu ra bỏ, để lại nó sẽ không bị nhét. Nhưng mà mình có hồi trước đó là chị hay lựa những cặp đẹp rồi chị đem ra một khu giống gì để. Yeah. Nhưng mà làm như vậy cái là thời gian sau nó bị sốc nước á, hoặc là nó mới ra là nó không mấy, nên cái sau này là chị giấu cá sấu ra bỏ rồi để lại tại hồ luôn làm cá giống. Đây em thấy chị sử dụng lưới như to quá ta, lưới này như 3 ly. Đúng rồi, lưới 3 ly. Lưới 3 ly đúng rồi. Tại cá mà nó không có chung được như cá trống này thì tại mấy con nó bự rồi. Này là lưới 3 ly. Dạ. Cái độ cao nó cũng thấp để cho nó không bị đụng đá dơ ở dưới á. Dạ. Các con trong đây đang mùa mưa thì mình bị hay đóng ván, nhưng cái sủi này nó sẽ đẩy ván ra. Đẩy ván ra nó không có, với lại nó ổn được đấy. Vậy đây con còn nhỏ. Đây là khoảng bao nhiêu thời gian cái con, khoảng bao nhiêu tháng thì chị cho xuất chuồng được chị? Đối với coi đen nó là tầm 2 tháng, 2 tháng rưỡi là chị xuất chuồng rồi. Còn như cái thằng coi đỏ với lại coi đỏ đi bao sau khi là tầm 2 tháng cũng 2 tháng rưỡi luôn. Chỉ có duy nhất là như cái hàng Tuxedogon, hàng rồng với lô lay, với lại cái hàng Galaxy lô theo á là còn cái thời gian cho nó bung cấp hôm lên. Yeah. Là tầm khoảng 3 tháng trở lên là chị mới cho xúc. Yeah. Với lại giống như là con Red cũng vậy đó, Red là 2 tháng rưỡi trở lên mới xúc được. Yeah. Tùy theo cá nó bung cái hôm đó nữa. Đây là vàng này như chuối cao đỏ không hả chị? Đỏ đỏ. Trong mấy dòng màu đỏ này thì em thua rồi, nhà em nuôi dòng màu vàng không à. Tungon, yellow lay, tuxedo hả? Dạ đúng rồi, rồi albino yellow. Vậy được bài albino yellow dưới, ngoài nhỏ xíu rồi. Hôm nay có gòn nữa nè. Tungon, nhưng mà dòng này chị làm bắt đầu là tích lại rồi. Dạ. Rồi mình qua mà chị mới vừa nói có bài si thu, mình sẽ qua. Cá này chắc khoảng tháng mấy ha? Tháng năm bữa giờ để coi chưa đụng tháng đâu. Bự như ta. Chưa đụng tháng. Em nói cho nó ăn trùng đó. Dạ đúng rồi. Nhà thường là cái dòng coi chị hạn chế ăn trùng lắm. Dạ. Chị mà còn nhỏ thì cho nó ăn trùng nhiều quá là
bị chai cá mập mập đúng rồi. Nó sẽ bị chèn trứng, thì khi mà về khách thì nó ít đẻ nên đa phần chị cho ăn cám. Ví dụ như là một tuần thì ăn trùng tầm khoảng 3 cự, ba cự sáng, buổi sáng ăn buổi sáng nó không bị lạnh bụng. Rồi bắt đầu là giảm thêm cám, với lại lâu lâu chị cũng cho nó ăn tảo, chứ tảo viên á. Lâu lâu cũng cho nó ăn. Đây thường á, một số trẻ lớn á, người ta sử dụng cái bột tỏi, chị có sử dụng không? Không, chị không sử dụng. Nói chung chị nuôi tự nhiên không? Đúng rồi, tại vì khi mình nó ở với mình dễ thì nó về người ta nó cũng dễ. Dạ. Đa phần là vậy, chị ít khi nào sử dụng những cái đó. Nào bạn đây coi đỏ nữa nè. Coi đỏ rất là nhiều. Ở đây là coi, coi nhiều ha chị. Chuối tập trung coi ha. Coi đỏ, coi đen. Coi đỏ, coi đen. AB. À, đây là chuối cho ăn trùng nè, đó không? Cái này là gì chị? Cho đỏ. Chỉ là tơi đỏ ghen thôi nhưng mà màu nó rất là đẹp. Lên màu tươi luôn nè các bạn. Màu này tươi lắm, mà nó leo leo không nhiều á. Quá đẹp. Cho này là chuối coi không luôn nè các bạn. Dữ lắm nha. Đây nè các bạn, coi đen nè, chị vừa mới giới thiệu cho mình nè. Coi đen sọt, nhíp bông. Cá sai bố mẹ nè. À có vài con đó nè các bạn. Nè nè nè. Bên này có cái con trống nó phun lưng nè. Trống phun lưng nha. Ghê vậy. Nè các bạn có trống phun lưng kìa, mới chỉ mình nè. Nè 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 nè. Nè nè có mấy con đỏ nó phun lưng nè. Đây để chị lấy vợt chị giác cho mình coi nè. Nè nè nè. Đây là con trống nó phun lưng. Đó. Cái bộ này của chị đầu nó sâu lắm. Khủng không các bạn? Con đen mà nó lên tới bay lưng luôn nè. Hôm bữa là có con nó đỏ hai tay bơ luôn. À, cái này là không có like bất cứ gì. Đây này nè, có một con nó muốn đỏ nè. Là nó tự nó lên luôn á, chứ không có like hay là không có ấy gì. Có một con nó đỏ một bên tay bơ. Ồ, nó lên như Red E vậy ta. Cô đen nha các bạn, chứ không phải Red E nha các bạn. Đây là cô đen. À, không có like với con trống coi hay là không có like với con gì hết. Hàng tự nhiên không like nha các bạn. Có đen. Hàng là nó lên như vậy nè. Hàng lạ quá mới thấy luôn á. Có đen mà nó lên lưng luôn ta. Đây nó nè. Đó có đen nè. Có đen sọt. Có đen giúp bông. Chị nghe nè Hậu ơi. Rồi mình ra ngoài mình sẽ quay tiếp cho bạn ha. Rồi giờ tiếp theo là mình sẽ giới thiệu với các bạn là Dumbo. Dumbo rất teo hả chị? Đây, Dumbo hấp môn nè các bạn. Ôi, đồ tròn quá. Rồi, đó. Này là cá giống hả chị? Cá, tại vì hôm trước đó là cá giống chị làm ít cái nó ra được 2 bầy. Cái chị thấy đẹp của chị để thầy là giống hết 2 bầy luôn. Đây bên đây còn nữa nè các bạn. Bên đây cũng vậy, bên đây cũng vô hết luôn. Đó, quá đẹp. Rồi, thì hạ nó xuống đi. Nè, ta bơi xong luôn. Đúng bữa này đúng không? Đó thì nãy giờ mình cũng đã giới thiệu cho các bạn tất cả cái dòng cá của bên trại của chị Thanh Hồng Anh rồi ha các bạn. Thì mình bây giờ mình sẽ đi xin địa chỉ đi. Chị ơi cho em xin cái địa chỉ của mình ở đây đi chị. Chỗ chị là ở ấp Lưu Phú C luôn Hòa Lạc, gần trại anh chị Minh Trung á. Mà nếu mà ở xa tới thì chứ chạy tới ngay chợ Bến Tranh. Chợ gạo Tiền Giang thì alo chị đón. Cho em xin số điện thoại luôn đi. Số điện thoại của chị là 0968339849. Dạ. Còn Facebook là Thanh Hồng Anh. Dạ rồi. À rồi, ok các bạn, thì mình sẽ để cái link Facebook của chị ở dưới phần miêu tả clip ha các bạn. Và số điện thoại thì mình sẽ để trên màn hình, các bạn cứ bấm vào thì hiện ra số điện thoại của chị ha. Rồi, em cảm ơn chị hôm nay đã cho em đến tham quan trại của mình ha. Dạ. Đây nè, đây có mấy anh, đây Tiền Giang mới giới thiệu thì mới giới thiệu, còn anh kia thì ở Long An. Có dịp mình sẽ lên nhà của anh, mình sẽ quay cho các bạn. Tại gia coi đến e nha các bạn.
đó đứng dòm, đây là cái nguyên một hàng coi đất đen là của chị nè, thấy không? Không đứng không đẻ rồi. Rồi thôi clip cũng vậy rồi, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong clip sau, xin chào.